Kem thân mến, một ngày của chúng ta nếu không có tiêu điểm, mục tiêu hay là kế hoạch thì nó sẽ vô cùng rối bời và rối tung rối mù lên giống như cái bức hình này. Nhưng ngược lại, nếu một ngày của chúng ta luôn xác định được mục tiêu là gì, tiêu điểm là gì, việc gì quan trọng cần phải làm thì chúng ta sẽ tưởng tượng nó giống như một căn phòng rất là gọn gàng, sạch sẽ vậy. Vậy thì một ngày của chúng ta đang được ví nó là một phế phẩm hay là một tác phẩm thì sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có biết sắp xếp, lập kế hoạch cho một ngày của mình hay không. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các em một chủ đề vô cùng quan trọng, đó chính là lập kế hoạch cá nhân bằng OKR và Kaizen. Và OKR là đến từ đất nước Mỹ và giúp cho các tập đoàn và các công ty ở Mỹ phát triển mạnh mẽ và nổi tiếng như bây giờ. Còn Kaizen là đến từ nước Nhật, giúp cho đất nước Nhật trở thành một trong những cường quốc châu Á tuyệt vời và nổi tiếng mà ai cũng biết đến cái văn hóa Kaizen. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những tinh hoa đến từ nước Mỹ và nước Nhật để áp dụng cho chúng ta thì chúng ta cũng có thể thành công nhé. OKR được đặt nền móng từ những người đầu tiên như là Peter Drucker hay là Andrew Grove, nhưng phải đến John Doerr, đây được gọi là người truyền bá vĩ đại nhất về OKR các em ạ. Và ông ấy đã giúp cho những công ty như Intel hay là Google phát triển như ngày hôm nay. Và có cái quyển sách cực kỳ nổi tiếng đó chính là Làm Điều Quan Trọng, đã nói rất là rõ về những cái cách thức mà Google hay là những tập đoàn nổi tiếng ở trên thế giới đã dùng tới OKR như thế nào. Và ngay cả người đồng sáng lập của Google là Larry Page cũng đã thốt lên rằng OKR đã giúp cho chúng tôi tăng trưởng lên gấp 10 lần và rất nhiều lần. Và không chỉ tập đoàn Google trở thành một cái nơi phát triển nhờ có OKR, biến họ từ tập đoàn có 40 người trở thành hàng vạn người và phát triển bậc nhất như bây giờ, mà rất nhiều công ty tập đoàn khác cũng sử dụng OKR các em ạ. Ví dụ như các tập đoàn về công nghệ như là YouTube, Samsung hay là LG, Panasonic vân vân, và thậm chí những cái tập đoàn về kiểm toán như là Deloitte cũng là dùng tới OKR, hay là Bill Gates dùng cho quỹ từ thiện của ông ấy cũng dùng tới OKR. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách thức chúng ta dùng OKR như thế nào. OKR là viết tắt của những từ Objective and Key Results, có nghĩa là mục tiêu và kết quả then chốt các em ạ. Và chúng ta nhìn trên cái sơ đồ ở đây để chúng ta hình dung cho rõ. Đây là slide quan trọng nhất của buổi nay. Các em có thể chụp ảnh lại hoặc ghi lại thật là cẩn thận nhé. Đầu tiên đó là O, có nghĩa là mục tiêu. Mục tiêu này cần có sự thách thức, cần có tạo cảm hứng và mình mong muốn đạt được. Và nó có thể mang tính định tính. Và mục tiêu này là cái thứ mà em thấy tại thời điểm này nó là điều quan trọng. Và chúng ta có rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng hãy chọn ra cái thứ gì đấy, một thứ gì đó mà em thấy quan trọng nhất, cần phải giải quyết, cần phải đạt được mục tiêu. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thời sinh viên của mình. Thì các em có thể nhìn thấy là tại thời điểm này các em có rất là nhiều sự ưu tiên, nào là việc học, nào là vui chơi giải trí, đi làm thêm, hoặc là mối quan hệ với cha mẹ, hoặc là cuộc sống về thân tâm trí. Thì chúng ta hãy chọn ra cái thứ gì quan trọng nhất. Thông thường thì các bạn sẽ chọn là mục tiêu việc học, đúng không nào? Rồi, tiếp theo nữa đó là chúng ta nói đến KR. KR ở đây đó là các cái kết quả then chốt. Chúng ta sẽ chọn con số 3. Số 3 là con số mà nó không quá nhiều cũng không quá ít. Nếu ít quá thì mục tiêu đấy nó chưa đủ thách thức, nhưng nhiều quá thì mình sẽ thấy sợ. Và chúng ta hãy chọn con số 3, gọi là kiềng ba chân rất là vững vàng, đúng nào? Và chúng ta sẽ chọn 3 cái kết quả nào mà để đạt được mục tiêu đấy thì mình phải đạt được 3 cái kết quả này. Với O có thể là định tính, nhưng với KR thì phải cực kỳ rõ ràng, phải có thời hạn, phải có con số và đo lường được các em nhé. Nếu O mà đo lường được thì càng tốt, nhưng có thể định tính được. Nhưng với KR thì bắt buộc là phải có con số, phải có thời hạn rất là rõ ràng. Các em biết rằng là gì ạ? Mục tiêu mà không có thời hạn thì nó chỉ là ước mơ mà thôi. Mà ước mơ mà có thời hạn thì gọi là mục tiêu. Cho nên mình phải có thời hạn ở trong cái phần KR này. Đó, chúng ta chia nhẹ nhỏ ra thành 3 cái thứ mà mình cần phải đạt được để có thể là chinh phục được mục tiêu đấy. Và tiếp theo nữa đó là chúng ta trẻ thành là các cái hành động hay còn gọi là action.
Nếu như là một bản kế hoạch thì nó chỉ dừng ở đến cái KR thôi, nhưng các em muốn nó biến thành thực thi thì chúng ta phải sang bước thứ ba nữa, đó là phải chẻ nó về action, hành động. Tức là mình phải có ba cái hành động gì phục vụ cho một KR của mình. Và đấy chính là cách mà chúng ta sẽ thực hiện một bản OKR. Vậy thì OKR cực kỳ đơn giản, hiểu đó là gì? Chọn một cái tiêu điểm quan trọng để làm, sau đó ba cái thứ cần phải thực hiện được, đo lường được để mình có thể đạt được điều đấy là gì? Mình phải biến nó thành các hành động nhỏ là gì? Với người Mỹ thì OKR là một cái phong cách sống. Vậy thì với người Nhật, Kaizen lại là phong cách sống của họ. Kaizen có nghĩa là gì? Là cải tiến liên tục em ạ. Và nó khác với cái đổi mới là gì? Đổi mới tức là phải làm cách mạng, làm một cái gì đấy to lớn. Nhưng Kaizen là cải tiến liên tục bằng những thứ nhỏ nhất. Và trong quyển sách The Kaizen Way có chỉ ra rằng bộ não của chúng ta gồm có 3 phần: não bò sát, não thú và não người. Khi mà chúng ta đưa ra một cái mục tiêu rất là lớn thì cái não thú của mình nó sẽ phản ứng lại và cái hạch hạnh nhân được kích hoạt. Cho nên chúng ta sẽ có nỗi sợ, chúng ta sẽ không dám làm một cái hành động đó và chúng ta sẽ bỏ cuộc. Và con người sẽ không dám tin vào những gì mà người ta đặt mục tiêu, lập kế hoạch đâu em ạ. Cho nên cái cách tốt nhất để thực thi cái mục tiêu của mình đó là bắt đầu bằng những hành động nhỏ. Con đường vạn dặm cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Tích tiểu thì thành đại. Và đấy là cách để chúng ta đánh lừa cái bộ não. Bộ não của mình nó không còn nỗi sợ khi chúng ta bắt đầu thay đổi bản thân mình nữa. Ví dụ như cái việc đọc sách. Thói quen đọc sách là thói quen cực kỳ tốt. Chúng ta biết rằng một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không phát triển. Một con người không đọc sách là một con người không phát triển. Tất cả mọi tinh hoa của thế giới đều được ẩn giấu trong những trang sách. Nhưng liệu chúng ta có đọc sách không? Người ta tính người Việt Nam chúng ta trung bình một năm chỉ đọc 0,8 quyển sách. Trong khi đó, người Nhật thì trung bình họ đọc 20 quyển sách một năm. Và người Israel họ đọc 30 quyển sách một năm. Và Ken biết Bill Gates, ông ta đọc 50 quyển sách một năm. Nếu chúng ta muốn hình thành thói quen đọc sách thì ngay lập tức Ken không thể nào tự nhiên mà đọc 100 trang sách hay là 70 trang sách, 50 trang sách được. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên, đó là 2 trang sách. Sau đấy mỗi ngày mình tăng lên một chút thì bắt đầu chúng ta, bộ não chúng ta nó sẽ không sợ hãi cái sự thay đổi. Hay là một số bạn muốn là gì ạ? Đi ngủ sớm. Bây giờ mình đang 3-4 giờ mình mới đi ngủ. Bảo các em là 10 giờ đi ngủ đi, 11 giờ đi ngủ đi, các em không làm được. Nhưng nếu là gì ạ? Hôm nay mình bắt đầu đi ngủ sớm hơn 30 phút, hôm sau mình lại đi ngủ sớm hơn 30 phút nữa, lúc giờ, sau đó mình lại tiếp tục tiến dần, thì sau một vài tuần các em bắt đầu mới có thể là đi ngủ ngay được sớm. Còn nếu không là mình sẽ gì ạ? Sợ hãi, mình nghĩ là mình không thể nào làm được vì bộ não của chúng ta nó chưa quen với sự thay đổi. Hay là học tiếng Anh. Một số bạn nếu mà khi mà bắt đầu thay đổi thì các bạn rất là hùng hổ lên kế hoạch rồi là hô hào để hành động. Thế nhưng mà khi các bạn viết kế hoạch, các bạn ghi là gì ạ? Hành động của tôi là một ngày học 20 từ mới, 10 từ mới này kia, rồi là học thuộc 20 câu này kia. Cái đấy nó quá khó với chúng ta. Và các bạn, tất nhiên rất nhiều bạn vẫn có thể làm được, nhưng về số đông thì hầu hết chúng ta không thể nào nhớ được nhồi nhét một lúc nhiều như thế. Và chúng ta sẽ có nỗi sợ. Hãy từ từ bằng việc có thể là 3 từ mới thôi, 2 từ mới thôi. Và dần dần thì mình tăng dần lên. Học thuộc 1 câu thôi cũng được, 3 câu thôi cũng được. Chứ 20 câu thì chúng ta, các bạn sẽ thấy rằng mình không dám tin là mình làm được. Và các bạn thử lần đầu tiên các bạn không làm được, những lần sau các bạn bỏ cuộc luôn. Cho nên hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hành động nhỏ nhất các em nhé. Và bây giờ chúng ta hãy xem một vài bản OKR mẫu để chúng ta biết cách làm như thế nào cho nó chuẩn xác nhé. Đầu tiên đó là những bạn đang muốn giảm cân hay là tăng cân, chúng ta hãy lập kế hoạch như thế này. Cơ thể cân đối rất là quan trọng với chúng ta đúng không nào? Vậy thì ví dụ là muốn giảm 5kg trong vòng 30 ngày có làm được không? Cái này rất nhiều người làm được và chúng ta, đây chính là cái ô của mình đúng không ạ? Ô của chúng ta đó là giảm 5kg. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem là các cái KR của chúng ta như thế nào. Chúng ta có 3 KR. KR đầu tiên đó là rủ một đứa bạn cùng thực hiện đúng không ạ? Làm gì phải có bạn thì nó sẽ vui hơn. Thứ hai là nhịn ăn công thức 8-16.
Đó. Và cái số 3 đó là gì ạ? Chạy bộ ngày 2 km. Và đây chính là 3 cái KR. Vậy thì để thực hiện 3 cái kết quả then chốt này thì chúng ta phải có 3 hành động đi kèm. Và ở dưới là các cái hành động đi kèm. Ví dụ như việc gặp bạn thì quá đơn giản rồi, không cần cái hành động gì đi kèm thì chúng ta xem như chỉ cần đến cái phần này là ok rồi. Và các em nhìn thấy tất cả các hành động ở đây nó đều rất là đơn giản, đúng không ạ? Thử ăn 3 ngày đầu, xem 3 cái video đấy, hay là mua giày, hay là gì ạ? Tải Strava, đấy, rất là đơn giản. Hoặc là một bạn khác muốn trả nợ môn tiếng Anh block 1 loại khá, tức là trên 7 đổ lên, thì các bạn phải đạt được những cái kết quả then chốt nào? Kết quả then chốt thứ nhất, KR thứ nhất đó là phải bài online, phải cái 4 bài trên 10. Thứ hai nữa là bài thi iOS trên 7 và bài thi nói của các bạn cũng phải gì ạ? Trên 7 điểm. Vậy thì đó là các cái kết quả then chốt. Vậy thì có hành động gì để thực hiện các cái kết quả then chốt này? Ví dụ ở đây đó là mỗi ngày học 3 từ mới. Đó. Ít thôi nhá, chứ học 20 từ mới là chúng ta sẽ sợ đấy. Mỗi ngày học 3 cấu trúc. Đấy. Mỗi ngày làm một bài quiz. Đó. Và đấy chính là cách mà chúng ta chọn những cái hành động nhỏ để thực thi cái tiêu điểm này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch cá nhân theo ngày bằng OKR như thế nào khi chúng ta thực hiện trên giấy. Thứ nhất đó là chúng ta phải điền các cái lịch cố định. Lịch cố định là cái lịch mà bạn bắt buộc phải đi theo. Ví dụ như là lịch học ở trường, đó là lịch cố định bạn không thay đổi được chẳng hạn. Rồi, thứ hai là hiện trạng của mình bây giờ. Mình xem hiện trạng của mình đang muốn giải quyết vấn đề gì. Và sau đó thì mình bắt đầu đưa ra cái mục tiêu là ô. Và sau đó mình chẻ ô ra các KR và từ các KR thì chuyển sang thành các cái A. A đó là action, thành 3A. Và đây là một cái bản kế hoạch mẫu mà các em có thể xem để tham khảo. Khi cái bạn này bạn đang muốn giải quyết vấn đề về học lại môn tiếng Anh của mình phải đạt loại khá. Vậy thì bạn phải làm cái gì trong một ngày? Và cái kế hoạch này sẽ thay đổi theo ngày các em nhé. Hôm nay mình có những hành động này nhưng ngày mai mình phải có hành động khác. Nó phải thay đổi theo ngày để mình là luôn luôn bám sát các cái mục tiêu của mình. Hôm nay mình đạt được cái KR này nhưng ngày mai mình sẽ tập trung vào KR khác. Và sau khi mà mình đã xác định được bản kế hoạch của mình thì bắt đầu là mình sẽ đưa nó lên trên một cái bảng thời khóa biểu, giống như là một cái lịch trình một ngày của mình. Mình sẽ làm gì? Từ sáng cho đến tối. Và các cái chuyên gia nghiên cứu họ phát hiện rằng bộ não của chúng ta rất là thích các câu hỏi các em ạ. Ví dụ khi một người mà hỏi bạn rằng là cái chỗ mà bạn đỗ xe thì cái người bên cạnh, cái xe bên cạnh màu gì, thì ngay lập tức mình nói rằng ôi làm sao mà để ý, làm sao mà tôi nhớ được. Và ngày hôm sau mình cũng hỏi người bạn của mình như thế, và ngày hôm sau nữa cũng hỏi người bạn mình như vậy. Và chắc chắn đến ngày thứ tư họ sẽ bắt đầu để ý đến là cái xe bên cạnh mình màu gì. Và họ sẽ nói với cái người bạn là mình đấy ạ, là cái xe bên cạnh của tôi là màu gì. Dù đấy là một câu hỏi rất là ngớ ngẩn đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây nó có thông điệp ở đây, đó là bộ não của chúng ta rất thích các câu hỏi. Và khi mà chúng ta cứ hỏi bộ não mình mỗi ngày thì bộ não của chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời. Và câu trả lời luôn luôn là những thứ kích hoạt cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp lên. Vậy thì trong Kaizen nó có một cái nghệ thuật, đó chính là thực hành các cái câu hỏi mỗi ngày. Và việc để cho bộ não của chúng ta ngày nào cũng làm việc, nhìn lại cuộc sống của mình, xem rằng mình đã làm được cái gì mình chưa làm được. Và đây chính là bộ câu hỏi bí mật của Kaizen để giúp cho chúng ta mỗi ngày tốt lên 1% các em ạ. Vậy thì bí mật của người Nhật đó chính là những cái bộ câu hỏi này. Họ sẽ xem lại hôm nay bạn có thành công gì, thất bại gì. Mình sau khi thực hiện một ngày OKR của mình rồi, mình sẽ xem là gì? À, mình có thành công thất bại gì? Thứ hai, đó là nguyên nhân thành công thất bại đấy là gì? Mình sẽ tìm là nguyên nhân từ bên ngoài, nguyên nhân từ bên trong. Nhưng quan trọng nhất đó chính là nguyên nhân đến từ chúng ta. Chúng ta học cái tư duy, tôi là nhân rồi, đúng không ạ? Tôi là nguyên nhân của mọi chuyện. Rồi, thì khi nào mình nhìn thấy nguyên nhân từ mình thì mình mới có sự cải tiến liên tục bản thân để nâng cấp bản thân thành một cái level cao hơn, nhận thức tốt hơn. Và câu hỏi số 3 trong bí mật Kaizen đó chính là bài học từ nguyên nhân là gì? À, cái điều đấy đã khiến cho chúng ta thất bại, vậy thì bài học ở đây bạn học được là gì? Bạn học được bài học thành công là gì? Bài học thất bại, điều gì chúng ta học được?
khi nào chúng ta học được bài học thì vấn đề sẽ được giải quyết. Còn nếu chúng ta không được học được bài học thì vấn đề đấy nó sẽ lặp lại trong hoàn cảnh khác các em nhé. Và tiếp theo nữa đó là gì ạ? Câu hỏi thứ tư, đó là hành động tiếp theo bạn sẽ làm để cải thiện cái điều bạn chưa hài lòng là gì? Có bài học rồi mà không áp dụng lại, không biến thành hành động mới thì bài học đấy nó chỉ trên giấy mà thôi. Cho nên lại tiếp tục là gì ạ? Đưa ra một cái hành động tiếp theo để cải tiến. Và người Nhật họ luôn cải tiến liên tục mỗi ngày, quay lại xem lại cái công việc đấy mình đã làm tốt chưa? Nếu tốt thì bài học là gì? Nếu chưa tốt thì bài học là gì? Và cần cải thiện điều gì, cần thay đổi điều gì? Đó chính là cách mà chúng ta Kaizen mỗi ngày. Và chúng ta Kaizen mỗi ngày thì chúng ta sẽ tốt lên 1%. Nếu ngày nào mình cũng tốt lên 1%, các em biết sức mạnh của 1% nguyên tắc này tôi đã chia sẻ ở môn đầu tiên rồi. Thì sau gì ạ? Một tháng mình đã tăng lên 1,3 rồi. Và sau một năm chúng ta đã tăng lên gần 38 lần. Nhưng nếu ngày nào mình cũng không Kaizen, mặc kệ, hôm nay tôi không hoàn thành được cái nọ, tôi không làm được cái kia, tôi cứ mặc kệ, thì cuối cùng cuộc sống của chúng ta nó sẽ đi về âm. Cho nên phát triển mỗi ngày, cải thiện mỗi ngày, đó là cách để chúng ta tìm thấy những cái bài học để chúng ta tăng trưởng lên trong cái cuộc sống của chúng ta các em ạ. Nhiều bạn hỏi với tôi rằng là em đã lập kế hoạch rồi, đã có những hành động cần làm rồi, đã làm theo ghi ra những hành động nhỏ rồi mà em vẫn chưa làm được. Thì bây giờ em làm thế nào để đánh chết cái con người lười bên trong em? Làm thế nào để em có thể bứt phá lên, em dám hành động? Lúc đấy có nghĩa là cái chỉ số hành động của chúng ta đang rất là thấp đấy các em ạ. Và chúng ta giống như một số người nói là hứa thật nhiều nhưng thất hứa thật nhiều đúng không ạ? Lúc đấy có thể là chúng ta chuẩn bị làm cái bản kế hoạch của mình, lên mục tiêu rồi, định hành động thì bắt đầu là gì ạ? Con người trì hoãn xuất hiện, nào là chơi nốt ván game mà chúng ta sẽ học, nào là gì ạ? Ăn nốt cái bữa ăn này đã, xem nốt bộ phim này đã, hay là chúng ta cày nốt cái clip này đã. Tức là có đủ các cái thứ bên ngoài sẽ lôi kéo chúng ta. Và trong cái thế giới mà thông tin phát triển mỗi ngày như thế này, hàng trăm cái thứ content trên thế giới nổ ra từng ngày, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta rất dễ bị là mất tập trung và làm thành con người đa nhiệm. Tức là một lúc thì làm nhiều việc, làm giờ chừng thì bỏ và không có cảm hứng để thực hiện những cái mục tiêu mà mình đưa ra. Vậy thì tôi sẽ chỉ ra cho các bạn những cái bí kíp nào có thể giúp chúng ta là tăng cái chỉ số hành động của mình lên và biến những cái mục tiêu của mình thành hiện thực và chúng ta trở thành con người nói được, làm được. Thì bí quyết đầu tiên đó chính là gì ạ? Chúng ta phải nghĩ về lý do đủ lớn. Chúng ta làm cái đấy vì ai, vì điều gì? Cái mục tiêu đấy có đáng để mình hy sinh những cái thứ cám dỗ bên ngoài để mình tập trung cho nó không? Và bạn phải tìm được cái lý do đủ lớn. Cái gì thôi thúc bên trong mình làm điều đấy? Có phải vì mình muốn trở thành một cái phiên bản tốt hơn? Có phải mình muốn trở thành một người giá trị hơn? Có phải vì mình rất là muốn chinh phục những cái thử thách trong cuộc sống này không? Và mình muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không? Hãy tự tìm một cái lý do đủ lớn để bạn làm. Cái số 2 nữa đó là hình dung và tưởng tượng về thành công. Có một cái điều như thế này các em ạ. Mục tiêu là cái thứ nó không có cảm xúc đâu. Nó rất là khô khan. Nhưng nếu chúng ta đưa cảm xúc vào đấy thì chúng ta sẽ đầy cảm hứng để làm. Và mục tiêu thì không có cảm xúc, nhưng cái hành trình mà chúng ta chinh phục được mục tiêu đấy rồi, cái kết quả mà chúng ta đạt được rồi thì nó lại rất là đầy cảm hứng và cảm xúc. Vậy thì chúng ta hãy luôn luôn tưởng tượng, hình dung tới cái việc mà mình đã hoàn thành nó, mình đã hạnh phúc như thế nào, mình đã thành công như thế nào. Và có một câu nói là một điều gì muốn thành công thì hãy cho nó diễn ra 2 lần. Một lần ở trong tâm trí và một lần ngoài đời thật. Bởi vì tiềm thức của chúng ta, bộ não của chúng ta không phân biệt được đâu là thứ thật và đâu là thứ giả. Thứ mà chúng ta tưởng tượng trong đầu nó luôn luôn nghĩ đó là thật và nó sẽ làm theo những gì mà chúng ta tưởng tượng. Cho nên chúng ta hãy làm chúng ta đầy hào hứng hơn. Hãy tưởng tượng là khi mình tổng kết môn tiếng Anh, mình là đã hoàn thành được 7,87, mình vui sướng như thế nào. Mình giảm cân được là 5kg hay mình tăng cân lên 5kg, body của mình cân đối, mọi người khen ngợi mình, ngưỡng mộ cái sự kiên trì nỗ lực của mình như thế nào. Hay là mình đã chinh phục được cái môn học nào đấy, mình được sinh viên xuất sắc, được ong vàng, được top 200, top 100, mình đã tự hào như thế nào, đúng không nào? Hãy tưởng tượng cái thành công và đấy chính là cái cảm hứng làm cho chúng ta là càng hào hứng với mục tiêu hơn.
Và bí quyết số 2 để giúp chúng ta có thể có chỉ số hành động tăng lên và chinh phục mục tiêu của mình, đó chính là hãy làm cái việc mà bạn ngán nhất trước. Có rất là nhiều thứ để làm, nhưng ông Brian Tracy ông nói rằng là gì? Hãy ăn cái con ếch của bạn trước. Con ếch tức là cái thứ mà bạn ngán nhất, bạn sợ nhất. Thì trong những cái việc mình làm, mình nêu ra đấy, thì việc gì là bạn sợ hơn trong những cái việc còn lại? Đừng lấy cái việc dễ ra làm trước. Ví dụ như là với tôi, lên kế hoạch ngày của tôi, việc chạy bộ 2 km mỗi ngày là cái thứ mà tôi thấy khó nhất với mình. Bởi vì tôi là người thích ngồi trong nhà, thích ngồi đọc sách, suy ngẫm, chứ rất là lười ra bên ngoài. Thế nhưng mà tôi sẽ chọn là khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm đó là chạy bộ. Thì cả ngày hôm đấy tôi thấy hân hoan vô cùng. Sáng ra mình đã chinh phục được bản thân, mình đã thành công ngay khi mình vừa dậy rồi, làm cho mình vô cùng sảng khoái. Đấy, cho nên hãy chọn cái việc mà bạn thấy khó nhất, ngán ngẩm nhất với mình. Và đó không phải là cái sở trường của mình để mình làm đầu tiên. Và cái việc nào mà dễ nhất thì hãy để nó cuối cùng. Thì đấy cũng là một cái mẹo rất là hay. Và bí quyết số 3 đó chính là chúng ta hãy cùng một nhóm bạn cam kết. Chúng ta luôn nhớ rằng môi trường thì mạnh hơn ý chí. Chúng ta có mục tiêu nhưng chúng ta sống xung quanh những con người độc hại thì nó sẽ kéo chúng ta đi xuống. Vậy thì hãy tìm những người bạn có cùng cái mục tiêu đấy với mình để cùng nhau làm. Ví dụ như là các bạn chạy bộ, các bạn hãy rủ một nhóm cùng nhau chạy bộ vào cuối ngày, gửi kết quả vào đấy. Các bạn muốn một nhóm đọc sách, hãy tạo ra một cái nhóm đọc sách, một nhóm bạn mà gì ạ? Cuối ngày chúng ta sẽ ghi ra những thứ chúng ta đúc rút được khi mà chúng ta đọc sách, chụp cho nhóm của mình xem. Hay là chúng ta có thể là tạo ra những cái nhóm bạn ở trong cái khu mình ở, ví dụ như là những bạn cùng phòng, vân vân. Tức là chúng ta phải tự tạo ra một cái môi trường tốt cho mình, bởi vì cuộc đời của chúng ta có 3 thứ quan trọng: sách hay, thầy tốt, bạn hiền. Nếu như xung quanh toàn những thứ độc hại, sách thì thay bằng game, bạn bè thì toàn bạn rủ chơi game, rủ đi bia, rủ đi nhậu nhẹt, thì chắc chắn là kem có làm bao nhiêu mục tiêu nữa thì những người bạn kia cũng đập chết mình mà thôi. Cho nên là chúng ta hãy chọn một cái môi trường để mình thực hiện mục tiêu. Những bạn mà ví dụ tôi thấy những bạn mà đang tập cái mục tiêu là bỏ thuốc lá chẳng hạn, trong cái thời gian mà mình chinh phục cái mục tiêu đấy, nếu các bạn cứ đi chơi với những người bạn đang hút thuốc lá, không bao giờ các bạn bỏ nổi thuốc lá đâu. Nhưng mà trong 3 đến 5 ngày đấy, trong cái tuần đầu tiên đấy, mình đang cố gắng hết sức, thì hãy tránh xa những cái người mà làm cho mình là bị thất bại, lôi kéo mình vào cái môi trường cũ. Và chúng ta hãy nhớ tạo ra môi trường thật là tích cực với nhóm bạn của mình. Và làm cái gì một mình thì rất dễ cô đơn, rất dễ bỏ cuộc. Có bạn bè thì cũng vui hơn, đúng không em? Và cái cách cuối cùng, đó là bí quyết thứ 4. Chúng ta thường hay nghe một cái từ rất là vui, đó là đốt thuyền. Vậy thì đốt thuyền ở đây là gì? Trong cái lịch sử có kể lại, đúng không ạ? Đó là Hạng Vũ đã từng đấu với Tần Thủy Hoàng. Thì khi mà quân của Tần Thủy Hoàng đã đuổi đến sát trên một cái hòn đảo rồi, thì Hạng Vũ quyết định là đốt tất cả thuyền của quân của mình và nói với quân lính rằng: một là sống, hai là chết, cho nên đấu để mà giữ được tính mạng của mình, chứ còn giờ không còn đường lui nữa rồi, thuyền đã là bị đốt rồi. Và quân lính của Hạng Vũ là không còn đường lui nữa, đúng là chỉ còn cách là phải chiến đấu đến tận cùng, còn nếu không thì là cái chết đang ở trước mặt mình. Và đó là lúc mà cái sức mạnh ở bên trong của con người, cái người khổng lồ nó được kích hoạt các em ạ. Khi người ta đẩy đến cái chỗ là không còn đường lui thì chúng ta được kích hoạt cái sức mạnh bên trong mình. Và quân của Hạng Vũ lúc đấy chỉ có hơn 1.000 người thôi mà đã đánh bại được tất cả quân của Tần Thủy Hoàng đến 10.000 người. Như vậy các em đã biết rằng sức mạnh khi mà chúng ta đốt thuyền nó tuyệt vời như thế nào. Vậy thì chúng ta áp dụng ra sao? Đó là chúng ta hãy đưa ra những tuyên bố về mục tiêu của mình cho bạn bè, cho người thân biết. Thậm chí mình có thể đăng lên mạng xã hội để ai cũng nhìn thấy. Khi mình đưa ra những cái mục tiêu, những cái tuyên bố như vậy thì cha mẹ và bạn bè, người thân của mình sẽ quan tâm tới mình. Lâu lâu lại hỏi là gì? À, con đặt mục tiêu kỳ này 8 phẩy, thế đã làm được chưa? Và nếu mình không làm được thì mất mặt, đúng không ạ? Cho nên đây là một cái sự cam kết mà mình không còn cách nào nữa, phải hành động mà thôi. Hay thậm chí nữa, đó là hãy đưa ra những hình phạt thật là đau. Ví dụ, nếu không chạy bộ thì ngày hôm đấy mất 100.000, nếu không đọc sách thì hôm đấy mất 200.000, ví dụ như vậy.
Và khi nào mà đánh vào cái việc là mình phải có sự mất mát thì người ta mới là quyết tâm để là giữ được cái sự là an toàn cho mình. Cho nên là hãy chọn những người bạn thật là nghiêm khắc, thật là gấu vào để cùng mình có sự cam kết. Còn những người bạn mà hiền quá thì chưa gì mình đã đi thỏa hiệp với nó là thôi tha cho tao này kia là không được. Hãy tìm những người bạn thật là mạnh mẽ, thật là quyết đoán mà họ có thể giúp được bạn để cùng bạn là gì ạ? Đốt thuyền. Vậy thì với OKR và Kaizen thì chúng ta sẽ áp dụng cho môn học này như thế nào? Các em sẽ lập một cái bản kế hoạch của mình vào Word, một cái kế hoạch hàng ngày của các em, và chúng ta sẽ thực hiện nó trong vòng 10 ngày. Tức là mình sẽ có bảng kế hoạch theo ngày, ngày nào ngủ dậy các em cũng phải viết ra việc gì mình quan trọng mình cần phải làm, cái O của mình là gì, cái KR của mình là gì và các cái A action của mình cần làm là gì. Và sau đó mình sẽ xem lại là đến cuối ngày thì mình sẽ xem lại là mình đã làm được những gì, mình Kaizen lại với bốn câu hỏi mà lúc nãy tôi đã chia sẻ với các em, đúng nào? Mình có thành công gì, có thất bại gì, rồi là gì ạ? Nguyên nhân là gì, bài học là gì và hành động tiếp theo là gì? Và mình cứ Kaizen và lập OKR liên tục như vậy trong ngày của mình thì chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ phát triển lên và chúng ta sẽ tạo ra thói quen của người thành công, đó là lập kế hoạch. Bởi vì không lập kế hoạch là lập kế hoạch cho thất bại. Mọi thứ đều phải trong tầm kiểm soát của chúng ta thì nó mới trôi theo được cái sự quỹ đạo của thành công. Còn nếu không, những thứ bên ngoài sẽ lôi kéo và cám dỗ chúng ta, làm chúng ta đi chật ngoài cái quỹ đạo của mình. Và chúng ta sẽ dùng tới hình thức nữa, đó là chúng ta trách chéo nhau. Các bạn trong nhóm, các đệ nhị thân sẽ giúp nhau để cùng Kaizen lại cái kế hoạch của bạn, đặt câu hỏi cho bạn để bạn được là việc kích hoạt bộ não, ngày nào cũng đặt câu hỏi và biết rằng là mình phải cải tiến mỗi ngày. Mỗi ngày tốt hơn mình 1% thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một cái phiên bản tốt nhất em ạ. Và ngày hôm nay tôi đã chia sẻ với các em về OKR, về Kaizen, về cách làm như thế nào để tăng cái chỉ số hành động. Và tôi mong rằng các em sẽ áp dụng những điều tôi vừa chia sẻ vào cuộc sống của mình và phải đi với hành động thì mới ra kết quả. Và đừng tin những gì tôi nói, nhưng hãy làm rồi hãy tin. Bởi vì những gì chúng ta muốn trải nghiệm thì chúng ta mới tin được. Còn nghe người khác nói thì mình chỉ thấy nó ở trên lý thuyết mà thôi. Nên các em hãy hành động nhé. Biết ơn các em và xin hẹn gặp lại.